phát hiện 12 hộp sọ ẩn trong tượng Phật ở chùa cổ nghìn năm Sơn Tây và bí mật ẩn giấu đằng sau. Vào mùa đông năm 1996, cảnh sát tại huyện Phương Sơn thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc phát hiện vụ án mạng bí ẩn tại một ngôi chùa cổ nổi tiếng ngàn năm ở địa phương. Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan cảnh sát lại tuyên bố rằng họ không thể tiến hành điều tra được nữa. Ngôi chùa nghìn năm có tượng Phật cùng hài cốt ẩn giấu bên trong thuộc huyện Phương Sơn, tỉnh Sơn Tây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc và cũng là quê hương của lễ hội Thanh Minh. Trên khu danh lam thắng cảnh này có một ngôi chùa tên là Chính Quả Tự với hàng chục bức tượng Phật lớn nhỏ khác nhau được thờ cúng. Vào năm 1996, chính quyền địa phương quyết định sửa chữa và bảo dưỡng các tượng Phật trong chùa để phát triển du lịch văn hóa, nên đã thuê công nhân địa phương đến để thực hiện. Lý Kim Sơ, người làng Khuê Gia, cũng là một trong những công nhân thực hiện công việc này. Một đêm, khi Lý Kim Sơ đang dọn dẹp tượng Phật, thì vô tình lọt ra một mảng vỏ sình bám trên đầu tượng. Lúc đó, Lý Kim Sơ vốn không giàu có, bỗng hoảng sợ vì nghĩ rằng anh đã làm hư hại di vật văn hóa và không có tiền để bồi thường. May mắn là không có ai chứng kiến. Lý Kim Sơ vội vàng nhặt phần vỡ ra và cố gắng đặt vào chỗ cũ. Tuy nhiên, lúc vươn tay lên thì anh lại vô cùng kinh hãi khi thấy phần vỏ đã bung ra, hé lộ một cái đầu lâu. Lý Kim Sơ ngay lập tức nhận ra đây là một bộ xương người và nghĩ rằng đây là một vụ giết người giấu xác. Trong trạng thái hoảng loạn, Lý Kim Sơ chạy ra khỏi chùa và hô hoán lên, thông báo với mọi người. Các nhà sư trong chùa nghe thấy tiếng kêu la, liền kéo đến. Ai cũng kinh hãi trước cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Ngay cả vị trụ trì cũng chưa từng thấy tình huống như vậy, nên đã lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm. Sau đó pháp y đã kiểm tra xác định nguồn gốc của bộ xương và nói với vị trụ trì của Chính Quả Tự rằng vụ việc này cảnh sát không thể xử lý được, cần phải liên hệ với Cục Di sản Văn hóa. Vì xương sọ nằm trong tượng Phật đã có lịch sử hàng trăm năm. Ngay cả khi trong tượng Phật chứa toàn thân tử thi thì cũng không còn là bằng chứng phạm tội mà đã trở thành di sản văn hóa, hay còn gọi là xá lợi. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Phật trong thân. Xá lợi là một từ theo nguyên gốc Phạn ngữ, có nghĩa đen là những hạt cứng, được hình thành sau lễ trà tì của các vị cao tăng. Theo khoa học hiện đại thì do thói quen ăn chay lâu năm nên cơ thể của các cao tăng đã tích lũy nhiều canxi oxalat, canxi phốt phát, canxi carbonat và các khoáng chất khác. Khi được hỏa táng ở nhiệt độ cao, những canxi này sẽ được tái kết tinh, trở nên tinh khiết hơn, tạo thành những hạt xá lợi lấp lánh như ngọc. Những hạt xá lợi này có độ cứng hơn xương một chút, nhưng thành phần chủ yếu cũng giống như xương. Hơn nữa, những vị cao tăng có địa vị cao thường được hỏa táng cùng với pháp khí mà họ đã sử dụng suốt đời. Và những viên ngọc thật trên đó cũng tham gia vào quá trình kết tinh, tái tạo những xá lợi đa sắc. Một số vị cao tăng không được hỏa táng mà được bảo quản dưới dạng hình tượng nhục thân bất hoại. Loại xá lợi này được gọi là toàn thân xá lợi hoặc Phật nhục thân. Theo đánh giá của Cục Di sản Văn hóa, tượng Phật được tìm thấy tại Chính Quả Tự là một trong những trường hợp như vậy. Sau đó, họ còn phát hiện 12 tượng thờ tại Chính Quả Tự đều là Phật trong thân của những vị cao tăng đã đắc đạo trong lịch sử Trung Quốc. Bức tượng lâu đời nhất được chế tác từ thời nhà Đường và bức mới nhất là vào thời nhà Minh. Trong số họ thì Vương Phật Điền Chí Siêu là người được biết đến nhiều nhất bởi ông được xem là người Hán đầu tiên trở thành Phật. Điền Chí Siêu từ nhỏ đã theo đuổi Phật Pháp và xuất gia chính thức khi 27 tuổi. Năm 623, ông đến Miến Sơn ở Sơn Tây khởi sự tông phái, tuyên truyền Phật Pháp và trở thành một thánh tăng vĩ đại. Chính Quả Tự ở Miến Sơn cũng là ngôi chùa do Vương Phật Điền Chí Siêu xây dựng. Mân Giang năm 713. Khoảng 1.500 năm trước, vào thế kỷ thứ 8, tại chân núi Lăng Vân, nơi sông Mân, sông Thanh Y và sông Đại Độ gặp nhau, thường xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, khiến tàu thuyền bị chìm. Truyền thuyết kể rằng có yêu quái gây rối trên dòng sông, vậy nên một vị đại sư từ Quý Châu đến tu hành trên núi Lăng Vân, được gọi là Hải Đồng Đại Sư,
đã đề xuất xây dựng tượng Di Lặc Phật để trấn áp yêu quái dưới sông. Nhưng việc tạc tượng cần nguồn tài chính không ít mà tăng sĩ thường rất nghèo, do đó Hải Đồng Đại Sư đã đi quyên góp ở khắp mọi nơi. Sau hơn 20 năm cố gắng, ông cuối cùng đã thu thập đủ số tiền. Nhiều thợ thủ công cũng được triệu tập để chuẩn bị khởi công. Sự việc trên đã thu hút nhiều sự chú ý và lan truyền đến tai một tên quan tham ở địa phương. Hắn ngay lập tức đã dẫn theo một đội người đến gặp Hải Đồng Đại Sư và kết luận công trình này được cho là xây dựng trái phép. Nếu muốn xây dựng tượng Phật lớn thì phải nộp phí xây dựng và phí bảo vệ khoảng 3 vạn lạng bạc là đủ. Hải Đồng Đại Sư rất phẫn nộ nên đã nói với tên quan tham rằng ông thả móc đôi mắt của mình còn hơn phải giao ra số bạc này, bởi chúng phải dùng để tu sửa tượng Phật. Thế nhưng tên tham quan lại không đồng ý. Hắn nói rằng nếu ông mất đi đôi mắt thì hắn sẽ không thu tiền nữa. Hải Đồng Đại Sư đã dùng dao nhọn tự móc đôi mắt mình ra. Tên quan thấy ông quyết tâm đến vậy nên đã lùi thủi rút lui. Năm 713, công trình tạc tượng Phật bắt đầu được triển khai. Do quy mô công trình rất lớn nên Hải Đồng Đại Sư đã không kịp chứng kiến cho đến khi tác phẩm hoàn thành. Mãi đến 90 năm sau, tượng Phật Di Lặc bằng đá lớn nhất thế giới được hoàn thành. Tượng Phật được tạc trên sa thạch đỏ cao 71m, vai rộng 24m, đầu rộng 10m, tai dài 7m, mũi và lông mày dài 7,6m, bàn chân rộng 8,5m và có 1021 búi tóc trên đỉnh đầu. Tượng Phật Di Lặc nằm ở Lạc Sơn nên còn được gọi là Lạc Sơn Đại Phật. Vẻ ngoài của bức tượng khác với hình ảnh truyền thống về vị Phật phúc hậu và tròn trịa. Điều này là do Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào Trung Quốc, kết hợp giữa hai quốc gia tạo nên một hình tượng lai với kiểu tóc Ấn Độ cùng trang phục Trung Quốc. Hình tượng Phật Di Lặc mỉm cười mà chúng ta thường thấy hiện nay là một hình ảnh đã được Trung hóa hoàn toàn. Hình ảnh của Phật Di Lặc với nụ cười xuất hiện sau thời đại nhà Tống. Trong Phật giáo, Thích Ca Mâu Ni là Phật hiện tại, còn Phật Di Lặc là Phật tương lai. Chúng ta có thể hiểu rằng Phật Di Lặc sẽ kế nhiệm Thích Ca Mâu Ni để độ hóa các chúng sinh chưa được độ hóa. Theo kinh Di Lặc Hạ Sinh, khi Phật Di Lặc tái sinh thì thế giới Sa Bà, nơi lục địa Diêm Phủ Đề thuộc một phần của trái đất, sẽ trở thành cõi cực lạc tuyệt vời với tuổi thọ con người lên tới 84.000 năm. Nếu các hành giả có thể đạt đến thiền định sâu lắng và duy trì nhục thân bất hoại, họ có thể chờ đợi sự xuất hiện của Phật Di Lặc. Đây cũng là ý nghĩa của việc các vị cao tăng tự nguyện hóa thân thành Xá Lợi Phật. Việc thờ phụng Xá Lợi Phật không phải là hiếm thấy trong Phật giáo Tây Tạng, Trung Quốc hay Nhật Bản. Chỉ tính riêng ở Trung Quốc, từ thời Đường đến thời Minh đã có 65 vị Phật trong thân. Nhục thân bất hoại đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc mới thành lập, để phá vỡ mê tín dị đoan, nên một tượng Phật tổ đã bị đập vỡ bằng búa. Khi nhát búa đầu tiên đập vào vị trí ngực của tượng Phật, thông qua lỗ nhỏ, mọi người có thể nhìn thấy được bên trong là nội tạng của người. Tất cả đều cảm thấy sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống. Điều này có nghĩa là tượng Phật được tạo ra từ con người thực sự. Phật giáo có ghi chép về Xá Lợi Thân Phật đầu tiên, đó chính là Lục Tổ Huệ Năng, một thiền sư đời Đường. Lục Tổ Huệ Năng cùng Lão Tử và Khổng Tử được gọi là Tam Thánh Đông Phương, cho thấy vị thế lịch sử cao quý của Ngài. Ngài Huệ Năng là một người rất đặc biệt, xuất thân nghèo khó, mồ côi cha từ khi 3 tuổi và là người không biết chữ. Năm 24 tuổi, Ngài đến chùa Đông Sơn và trở thành sư của thiền phái Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Do không biết chữ, Huệ Năng thường dành thời gian để dọn dẹp chùa, nhưng hiểu biết của ông cao đến khó tin. Sự giác ngộ của ông đều được truyền cảm hứng từ tự nhiên, nhận thức thiền trong cuộc sống. Khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn muốn truyền y bát, đã đưa ra một câu hỏi để môn đồ Viết Thi trình bày kinh nghiệm về giác ngộ. Viết Thi thường là 4 câu tạo nên một thi nhằm ca ngợi Phật giáo. Khi đó, đệ tử hàng đầu của Hoằng Nhẫn là Thần Tú, viết một bài thi với ý là môn đồ của Phật giáo phải giống như cây bồ đề, tâm của họ giống như một gương sáng, luôn luôn cần phải lau sạch nó liên tục, đừng để bụi bẩn làm lấp kín bản tính sáng sủa. Nhưng thầy Hoằng Nhẫn lại thầm lắc đầu, nói rằng bài thi mà Thần Tú rất hay nhưng vẫn chưa thể hiện được sự hiểu biết của ông về giác ngộ, nên hãy viết lại một bài khác. Kết quả sau nhiều ngày suy tư, Thần Tú vẫn không có cảm hứng. Trái lại thì Huệ Năng, người đã phục vụ trong chùa hơn 8 tháng, đã sáng tác một bài thơ dựa trên trải nghiệm cá nhân, rồi nhờ một vị đồng môn viết lại.
Đại sư Hoàng Nhẫn sau khi đọc bài thơ của Huệ Năng rất vui lòng trong lòng, nhưng không thể hiện ra ngoài. Tuy nhiên vào đêm đó, Đại sư Hoàng Nhẫn đã đi tìm đến Huệ Năng và bí mật giảng riêng cho ông về Phật tánh. Họ đã thảo luận suốt 3 ngày 3 đêm. Thật ra, việc truyền thừa vị trí tổ sư thường phải đối mặt với nguy hiểm vì một số đệ tử xấu xa sẽ không từ thủ đoạn nào để tranh giành địa vị này. Chính vì vậy, Tổ Hoàng Nhẫn cố ý không tỏ ra công khai ban ngày mà chỉ bí mật chuyển y bát vào ban đêm để bảo vệ Huệ Năng. Để tránh bị các phe nhóm truy sát, Huệ Năng phải ẩn danh suốt 15 năm trước khi chính thức xuất gia và nhận chức lục tổ. Sau khi viên tịch, xá lợi nhục thân của ngài vẫn không hề bị hư hoại suốt hơn 1.200 năm, vẫn tươi tắn an nhiên. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.